Hương chào cả nhà, chào các tất cả các quý khán giả thân thương nha. Hương đang ở Long Xuyên, quê hương của Hương ở cầu cầu này cầu nhiều này. Cầu bao nhiêu? Quên cầu luôn. Đây đi dạo sáng đi dạo một vòng chợ bông hoa ha, cho biết chợ Tết với người ta. Về trễ rồi. Đây hoa giấy. Ồ, mai đẹp quá nè. Ồ, cây mai này đẹp dễ sợ luôn, đẹp quá đỡ bung lụa luôn rồi. Ồ, đẹp quá kìa, mai nhỏ nhỏ này đẹp quá ha, nhiều chậu hả. Sáng ra tranh thủ đi trước khi người ta dẹp chợ, cô cho biết không khí Tết với ta Việt Nam quê hương ngày Tết mà về không biết Tết. Qua mồng gà phải không? Cái này hả? Ừ. Không phải mồng gà. Giống giống mồng gà đó, kêu mồng gà. Có mua gì không? Cúc không? Cái mồng gà chứ rồi. Sống đời thì để lâu. Đấy, thích mua gì? Cái hoa gì tím vậy, đẹp đẹp tím này vậy. Cát tường đó hả? Tím này hả? Đúng rồi, cát tường này cũng nghĩ là cát tường tím, cát tường vàng. Đẹp quá ha. Cát tường đẹp quá ha. Có 20 cặp đó. Là 20 ngàn chậu hả? 20 ngàn chậu hả? Giống bông hồng ha. Ừ, giống bông hồng. Cắt vô bình chân cũng rẻ nữa. Chị thích thọ với cúc à? Chị thích bông thọ với cúc à? Thỏ màu này đẹp nè. Ai thích màu vàng kia, chị thích màu này nè. Em thích màu vàng kia, cái này màu đỏ cam. Ờ, chị thích màu đỏ này nè. Mua thỏ này đi. Chị thích màu bông thỏ này rồi, để sao đi, giờ mình đi rồi. Sao chở, không mấy chở sao? Không chồng nữa không? Không chồng nữa không? Chị lấy hai người. Cúc quá đẹp luôn. Bao nhiêu con cũng chạy đi. Phải đỡ sao? Giờ nào đi, giờ nào ra lấy. Không, chừng nào đảo ra lấy. Chừng nào
đâu có đóng cửa. Không có đóng, chưa là tới chưa là ăn mà bây giờ cũng mở hàng đi rồi. Rồi rồi ấy lên. Rồi là trả tiền rồi xong rồi 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 ấy để thôi đi 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 hoài. Đó vậy đó. Trăm ngàn cả. Dạ dạ. Trăm trăm là hai cái trăm ngàn. Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. Ngồi. Thank you.
mâm xôi Hàn Quốc.
đẹp quá ha, nó còn ngủ đây nè. Đúng rồi, còn ngủ nở đẹp lắm. Cái chậu này nhiêu vậy ta? Chậu này nhiêu ta? Đẹp. Đẹp quá, mấy cái này nở đẹp. Đủ thiệt luôn, đủ luôn á. Cái cầu gì? Công viên trên sông. Hả? Nguyễn Thái Học.
cầu 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 buổi sáng. Trời hôm nay không nắng. Ui ui cả nhà, mát mẻ. Thích ghê mát chứ mọi khi nóng cũng chết. Mua đồ chuyên tết cho ta, mua trái cây rồi chứ chưa rồi.
thôi. Ờ, mình tưởng là chị quên lấy. Trời ơi, mưa mà quên lấy. Cuối năm ta đi khám nhà.